Trên tay em đang là cái bộ làm lạnh bằng chip hay là bằng sò đấy, sò lạnh đấy. Thì hôm nay em sẽ tháo ra cho các bác xem nhé. Cái bộ này thì nó sẽ gồm có đây cái dây vàng này nhé. Đấy, mọi người nhìn này, ở đây cái đầu trên này trước, đầu này là đầu nước vào, có hai đường vào nước ra. Cái dây vàng này là dây cảm biến ấy. Cảm biến để báo về mạch xem là nhiệt độ nó đủ chưa thì nó ngắt. Ở đây là quạt, còn cái dây hai dây này là dây của con sò. Đấy, bây giờ em sẽ tháo ra nhé. Cái bộ này cấu tạo nó cũng khá là đơn giản thôi, nói chung là nó chỉ có quạt này, cái tấm làm mát ấy. À xin lỗi, là tấm tản nhiệt và cái con sò làm mát thôi. Đấy, thì nó bộ này thì nó sẽ chạy 12V nhé, công suất thì nó tùy vào dòng điện nữa. Ví dụ là bộ này là 12V là 60W. Quạt này, đây em tháo nốt cái tấm tản nhiệt nó ra nhá. Cái này là quan trọng nhất là cái tấm tản nhiệt, vì là tản nhiệt mà làm không tốt thì nó sẽ chết sò rất là nhanh. Tản nhiệt nó cực kỳ to như này. Và khi mà người thay là lưu ý là phải bôi keo tản nhiệt vào để cho nó tản nhiệt tốt hơn nhé. Đấy, nó có cái keo tản nhiệt đây này. Mình thay mới hoặc là sửa chữa chẳng hạn ấy, thì mình vẫn nên bôi vào cho nó tản nhiệt tốt. Thì đây cái con sò hay là con chip bên trong nó như này, nó bé như này thôi, nó chỉ có bằng khoảng 3 đầu ngón tay thôi. Đấy. Con chip thì người ta sẽ xác định mặt nóng mặt lạnh, thường là cái mặt có chữ nó sẽ là mặt nóng nhá mọi người. Mọi người nhìn này, đấy. Ở trên này mọi người nhìn này, nó sẽ có một số thông số em sẽ chỉ nhá. Đây ví dụ là số 12 nó chính là 12V này. Đấy, tiếp theo là 06 ở cuối nó là 60W, có loại là 70, 07, 08, 12, 15, đấy là tương ứng với 120, 150 hay là 70, 80W. Đó. Rồi đây, đây là cái mặt ốp vào. À, cái mặt mọi người phải lưu ý khi mà lắp đặt là phải xác định trước mặt nóng mặt lạnh nhé. Mình mua về vẫn phải xác định đấy, và con này nó rất là hay. Đấy, mọi người để ý này, mọi người xem nhá. Ví dụ đây đó, em đang có cái cục nguồn đúng không? Mọi người để ý này. Ví dụ là mình lắp đúng đỏ vào đỏ, đen vào đen, có nghĩa là âm dương nó lắp đúng. Đấy, thì là mặt nó sẽ là mặt nóng là nóng đúng không? Lạnh là lạnh, nhưng mà nếu mà mình lắp đổi ngược lại thì mặt nó lại ngược lại. Đấy, có nghĩa là mình đổi ngược lại cực ấy thì mặt nóng nó lại biến thành mặt lạnh, nó rất là hay như thế. Nên là mọi người lưu ý là phải lắp đúng nhá. Ví dụ mình cắt ra mình phải đấu đúng. Đó. Ví dụ bây giờ mà mọi người mà mua về lắp thì mình phải lưu ý là phải test trước nhá, kể cả là hàng mới chẳng nữa, phải test trước, mình cắm vào nguồn trước để xem là con sống hay là chết đúng không? Nhiều khi là có những cái con lỗi ấy. Đấy, vì cái con xoay sò này bây giờ nó khá là rẻ thôi, mình không biết được hàng như thị trường như nào đúng không? Mình test trước thì không có nguồn 12V, các bác cứ cắm luôn vào cái nguồn lọc nước này cũng được, không vấn đề gì đâu. Đấy, các bác cắm vào, nhưng mà lưu ý là lúc mình cắm thì mình phải cầm con sò này trên tay nhá, các bác cầm ở trên tay để mình cảm nhận được xem là nó có chạy không đúng không. Nếu mà nó chạy, nó còn sống thì là một mặt nóng mặt lạnh thôi. Và mình cắm vào lưu ý là cắm chỉ để khoảng 2-3 giây nhá, cắm để lâu quá là nó chết luôn đấy, bởi vì con này nó phải có tản nhiệt, không có tản nhiệt là chết. Đấy, ví dụ cắm như này mình sẽ cảm nhận được ngay là một mặt nóng và một mặt lạnh thì là ok luôn, cho mình có thể xác định luôn được mặt nào là nóng mặt nào là lạnh đúng không, thì mình áp vào. Nếu mà các bác mà lắp sai, ví dụ là mặt nóng mà lại ốp vào bên trong ấy, là cái bình nước thành bình nóng luôn nhá, cái tản nhiệt bên ngoài nó lại lạnh đấy. Đấy, cho nên mà mọi người lưu ý nhá. Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào về lọc nước hoặc là bình nóng lạnh, cây nóng lạnh thì mọi người comment xuống phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip và nhớ follow kênh của em để biết thêm chi tiết về lọc nước. Cảm ơn.